Trong cái video này thì xin nói về cái bệnh động kinh nhé, cũng như là cái cách chữa cái bệnh động kinh. Và một số bác cũng có thắc mắc rằng hỏi là cái bệnh động kinh là cái gì, thì trong video này chúng tôi sẽ giải thích cho các bác nhé. Thứ nhất là cái bệnh động kinh ấy, thì thường ấy, thì mọi người sẽ thấy có cái chứng bệnh bệnh là mọi người hay bị cái chứng là nó lên cơn, có thể là co giật hoặc có thể là cơn vắng ý thức, thì đều gọi chung là cái bệnh động kinh. Trên mọi phương tiện thì đều nói cái bệnh động kinh thì nó sẽ lên co giật, có thể là sùi bọt mép, có thể là không sùi bọt mép, rồi có thể là gồng cứng lưng lên hoặc có thể không gồng cứng lưng lên. Còn về ý thức ấy, thì thông thường cái bệnh động kinh ấy, thì khi nó lên cơn ấy, thì cái ý thức gọi là vắng ý thức, hay còn gọi là không nhớ gì sau khi mà lên cơn động kinh nhé. Thì đấy chính là cái cơn động kinh. Một số người thì không bị co giật đâu, nhưng mà chỉ bị những cơn vắng ý thức thôi. Cái vắng ý thức ý thì cũng gọi là cái cơn động kinh các bác nhé. Vậy thì cái cách chữa ra làm sao và có thể chữa khỏi được không? Thì đối với bệnh động kinh ý, trước hết là một cái bệnh khó chữa. Đấy. Nữa là những người nhà mà có người bị bệnh động kinh hoặc người bị động kinh ý, thì nên hiểu rằng khi mà dùng thảo dược hoặc dùng mật kỳ đà chữa thì cũng phải kiên trì một thời gian nhé. Có những người thì tại thảo mộc hoa tê thì chữa thì có thể thay đổi thuốc vài lần thì có vẻ là ổn nhé. Còn cũng có người thì chỉ dùng một loại thuốc ấy thôi thì cũng đỡ, và thực tế ra thì cũng có người chữa thì không đỡ. Đấy, thì bởi vì thảo mộc hoa tê thì dùng chữa những các cái bệnh về bệnh động kinh bằng thảo dược. Một số những bác ấy bị chứng bệnh lâu rồi, thứ hai nữa là không kịp đổi thuốc ấy, thì các bác ấy bỏ, các bác không chữa nữa thì cũng không chữa được. Thì ở trong video hôm nay chúng tôi xin giới thiệu một loại thảo dược mà chúng tôi hay dùng. Đây trên tay đang cầm đây chính là cái mật kỳ đà cộng với cái thảo dược này nữa nhé. Là một cái thảo dược ấy, thì xin thưa với các bác là nó sẽ thay đổi chứ không phải nó cùng một loại thảo dược đâu. Vì bệnh động kinh ấy thì xin giải thích với các bác là nó là một cái loại truyền kinh bệnh. Có những người thì bị đau bụng truyền lên cũng gây động kinh, có những người bị đau cổ gáy, đau vai gáy này truyền lên cũng gây động kinh, rồi có những người bị khối u nào đó nó truyền lên cũng gây động kinh. Vì vậy cho nên cái thảo dược này mỗi người một bệnh nó sẽ thay đổi. Còn trên tay đang cầm đây thì là cái thảo dược dùng chung, bệnh nào cũng dùng được, nhưng mà sau khi dùng một liệu trình xong hoặc hai ba liệu trình xong mà các bác không thấy tiến triển nhé thì các bác có thể đổi. Còn ngay từ đầu đã xác định được cái căn nguyên của các bác ấy, là cái nguyên nhân gây bệnh là bệnh gì. Ví dụ nguyên nhân gây bệnh là do đau bụng gây bệnh động kinh thì dùng luôn cái thảo dược chữa đau bụng ấy để chữa luôn cái bệnh động kinh. Rồi nếu mà xác định có u cục gì thì dùng luôn cái thảo dược chữa cái u cục đấy để chữa cái bệnh động kinh cho các bác nhé. Còn thông thường ấy thì chúng tôi hay dùng cái mật kỳ đà cộng với thảo dược này để chữa cái bệnh động kinh vì nó rất là dễ hiệu quả. Nó hiệu quả rất tốt đối với những người mà trước kia đã từng mắc cái chứng bị sốt cao, co giật, sau đó thì dẫn đến động kinh, là dùng loại này để chữa nhé. Còn hiệu quả nữa là từ cái lúc sốt cao, co giật đấy mà các bác chữa luôn đi thì nó sau này nó ít khi bị bệnh động kinh nhé. Thì nội dung trong video hôm nay xin nói với các bác như vậy, tức là khi bị bệnh động kinh thì các bác dùng cái thảo dược này một cộng với cái mật kỳ đà này hai. Tại thảo mộc hoa tê nhé. Các bác mua nơi khác ấy, thì chúng tôi vẫn tư vấn cho các bác, nhưng mà tôi khuyên các bác nên tìm được cái mật kỳ đà chuẩn nhé. Còn cái thuốc ấy, thì mỗi một cơ sở sẽ là một thuốc khác nhau. Thuốc của thảo mộc hoa tê là một loại thuốc khác nhé, không giống các cơ sở, các loại thuốc, các nhà thuốc không giống nhau. Đấy, cho nên là nhiều bác bảo tôi uống thuốc nam rồi, tôi uống thuốc đông rồi nhưng mà không khỏi. Các bác uống ở đâu thì uống, nhưng mà nếu mà chưa từng dùng vỏ thảo mộc hoa tê nhé thì là chưa uống của thảo hoa tê. Thế còn thuốc của thảo hoa tê không giống với bất cứ một thuốc của một nhà nào cả. Thì vì vậy hôm nay video xin chia sẻ với các bác và các bạn là cách chữa cái bệnh động kinh, hay là cái bệnh động kinh là gì, hoặc là bệnh động kinh là bệnh gì, thì đều cùng chung một nội dung và xin giới thiệu cho các bác. Trên tay tôi đang cầm đó chính là cái thảo dược và một cái hà để chữa. Các bác cứ dùng khoảng độ 2 đến 3 liệu trình mà thấy cái bệnh động kinh của mình nó tiến triển là đúng thuốc, đúng bệnh. Còn 2 đến 3 liệu trình mà không đỡ thì các bác có thể đổi thảo dược khác nhé. Vì nó chưa đúng thuốc, chưa đúng bệnh của các bác. Thì các bác
muốn dùng cái thảo dược này ấy. Nếu mà các bác xem ở kênh TikTok thì các bác kích vào phần avatar thì sẽ thấy được cái địa chỉ cũng như số điện thoại để các bác liên hệ. Thế còn nếu mà các bác xem ở các kênh khác thì các bác kích vào phần miêu tả phía dưới thì sẽ có số điện thoại nhé, và Zalo để các bác liên hệ. Còn phần cuối video thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi là theo số điện thoại là 0932 340 345 nha. Số điện thoại có kết nối Zalo, các bác cứ nhắn tin qua điện thoại hoặc qua Zalo đều được, chúng tôi sẽ trả lời lại cho các bác. Xin cảm ơn các bác, cảm ơn các bạn đã xem video của tôi nhé. Xin chào các bác và các bạn trong những video tiếp theo nhé.